Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em đang cập nhật giới thiệu cho anh chị và các bạn Ngay lúc này là một chiếc xe gầm cao 8 chỗ ngồi Rộng rãi, thoải mái, phục vụ gia đình, máy khỏe Chiếc Toyota Innova 2.0e Sản xuất là 2014 Xe tên tư nhân, biển Hà Nội chính chủ sử dụng từ đầu Lăn bánh quãng đường là hơn 86.000 km Ba chủ thì lên một số đồ chơi như là màn hình Android Cùng với một số tính năng option khác bên trong chiếc xe chị và các bạn hãy cùng em đi tham quan tổng quan về chiếc xe với hệ thống dàn nốt của chiếc xe được trang bị là một dàn nốt mít rồi mai lại cho anh chị và các bạn có thể nhiều trải nghiệm và cái cảm giác lái êm hơn sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp đuôi xe đây bác có thể thấy qua với những các chi tiết hệ thống bóng đèn hậu này tính năng an toàn cam đùi cảm biến đùi gạt mưa đèn phanh trên cao với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi để anh chị bạn có thể chứa được nhiều đồ đây là không gian khi mà gặp chưa gặp hàng ghế thứ ba xuống à, khi gặp xuống thì mình sẽ có một cái không gian để đồ rất là rộng rãi keo chỉ ốc ác để anh chị bạn có thể tham quan và đánh giá với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì anh chị và các bạn lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình kiểm tra để đảm bảo an tâm tránh được những cái xe bị tai nạn hay ngập nước giúp các bác có thể yên tâm sử dụng sau này. Xe đăng ký biển Hà Nội rồi, khi mua về các thành phố lớn thì anh chị bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển, mà mình chỉ mất phí đổi biển cùng 2% lệ phí trước bạ. Với phí trước bạ của con này thì bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 2%, tương đương số tiền anh chị và các bạn chuẩn bị nó rơi vào khoảng gần 7 triệu là anh chị bạn có thể lăn bánh hợp pháp chiếc xe trên đường rồi. Đây là những cái chi tiết về tổng quan, về keo chỉ và ốc ác của chiếc xe để anh chị bạn có thể tham quan Đấy, những đường led chi tiết của nó thì rất là đẹp đây là một chiếc xe số sàn phiên bản dẫn động cầu sau và lại cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành đường trường hay là trong phố một cách dễ dàng chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì các bác có thể tham quan và đánh giá thẩm định cùng em khi anh chị và các bạn xem chiếc xe ưng thì mình có thể qua trực tiếp cửa hàng là salon ô tô Long Biên số 71A Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết cho khách hàng về trách nhiệm của chiếc xe, không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Với tầm giá của chiếc xe Toyota Innova 2.0e sản xuất 2014 này, nó chỉ khoảng hơn 300 triệu một chút là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Chi tiết cụ thể thì các bác có thể đến đây em. Đây là vi năm sản xuất của chiếc xe này anh chị này thông tin thì em cũng công khai minh bạch giúp anh chị và các bạn có thể có cái nhìn tổng quan hơn giúp và tiết kiệm thời gian đi lại của anh chị và các bạn các bác có cần thông tin gì có thể liên hệ em kết bạn zalo em sẽ gửi đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn yêu cầu giúp anh chị và các bạn có đầy đủ thông tin và thời gian đi lại với hệ thống vô lăng là bốn chấu những đường led chi tiết về không gian quang lái của nó thì vẫn còn giữ được độ hoàn hảo và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan đánh giá qua về cái tổng quan về không gian khoang máy của chiếc xe. Với khối động cơ là máy 2.0 cho cái khả năng vận hành rất là mượt mà. Dòng xe Toyota là một dòng xe thực dụng, bền, lành. Với khả năng vận hành của chiếc xe thì nó luôn đứng đầu trong phân khúc và được rất nhiều người quan tâm. Và chiếc Toyota Innova 2.0e sản xuất 2014 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 345 triệu giá đây thì em vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.